xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Nguyệt Mai Vlog. Cả nhà ơi, hôm nay Nguyệt Mai lại vào bếp. Nguyệt Mai sẽ làm một món ăn rất là ngon và rất tốt đối với chị em phụ nữ. Đó là món lòng bò xào rau ngổ. Nguyệt Mai mời cả nhà cùng vào bếp với Nguyệt Mai nha. Nguyệt Mai xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Cả nhà ơi, Nguyệt Mai đang nấu món lòng bò xào rau ngổ nè cả nhà. Ở đây Nguyệt Mai có ít lòng bò. Lòng bò này mẹ Nguyệt Mai gửi từ dưới quê lên á. Nguyệt Mai đã sắt nhỏ và Nguyệt Mai luộc lại rồi. Thì hôm nay Nguyệt Mai lấy ra để Nguyệt Mai xào với rau ngổ nha cả nhà. Đây là rau ngổ, Nguyệt Mai có một ít rau ngổ, khoảng 500g rau ngổ Nguyệt Mai nhặt lá ra nè cả nhà. Còn lại nó được bao nhiêu đây? Thì có mỗi mình Nguyệt Mai thôi, cho nên Nguyệt Mai xào một cái đĩa nhỏ nhỏ vừa ăn cùng với những món khác trong bữa cơm cả nhà. Thì lòng bò này là Nguyệt Mai sẽ trụng lại một lần nữa cho nó mềm và cho nó sạch nha cả nhà nha. Thật ra Nguyệt Mai đã trụng luộc nhiều lần rồi á cả nhà. Một Nguyệt Mai sắt nhỏ, Nguyệt Mai để tủ lạnh. Hôm nay Nguyệt Mai sơ chế lên lấy ra nấu thì Nguyệt Mai đã đông ra, Nguyệt Mai trụng lại một lần nữa. Hồi nãy giờ Nguyệt Mai bỏ vô thì nó cũng đã sôi lâu rồi cả nhà. Lòng bò nó cũng đã mềm vừa rồi. Nguyệt Mai sẽ vớt cái lòng bò này ra. Như vậy lòng bò Nguyệt Mai đã vớt ra rồi nè cả nhà. Tiếp theo cái nước sôi này á, Nguyệt Mai bỏ vào, bỏ rau ngổ vào, Nguyệt Mai trụng luôn nha. Nguyệt Mai bỏ rau ngổ vào, Nguyệt Mai trụng sơ luôn. Tại vì Nguyệt Mai thấy là rau ngổ nó có cái vị hơi đắng đắng nhẫn nhẫn hết cả nhà. Cho nên là Nguyệt Mai đã giảm cái đắng của nó thì Nguyệt Mai cũng trụng luôn. Và Nguyệt Mai sẽ cho vào đây một chút xíu muối nha cả nhà. Nguyệt Mai trụng sơ cho nó loại bỏ cái vị đắng của rau ngổ thôi. Rồi bây giờ Nguyệt Mai sẽ vớt ra nè. Nguyệt Mai vớt rau ngổ ra và Nguyệt Mai sẽ bỏ vào một cái thau. Cái thau này chứa nước và trong cái thau này Nguyệt Mai bỏ vào một viên đá để cho rau ngổ nó giòn nha cả nhà. Cái đây là Nguyệt Mai đã vớt rau ngổ, Nguyệt Mai bỏ vào một cái thau cho ít đá nè cả nhà để cho rau ngổ nó giòn. Tiếp theo Nguyệt Mai sẽ xào nha. Sau khi Nguyệt Mai đã phi tỏi gần vàng rồi, Nguyệt Mai sẽ cho lòng bò vào, Nguyệt Mai xào. Nguyệt Mai cho vào một ít nước. Để cho da lòng bò nó mềm thêm một chút xíu nữa nha cả nhà. Nguyệt Mai cho vào một ít nước. Nguyệt Mai cũng cho vào nửa muỗng bột nêm. Khoảng gần 1/3 muỗng muối, nửa muỗng đường và 1/3 muỗng bột ngọt. Nguyệt Mai xào cho gia vị nó ngấm vào trong cái lòng bò luôn nha cả nhà.
Thực ra lòng bò này Nguyệt Mai đã sơ chế luộc cũng được nhiều lần và nó cũng đã mềm sẵn, là cả nhà nó cũng đã chín hết rồi. Bây giờ chỉ xào lại thôi cho nó thấm gia vị. Rồi tiếp theo Nguyệt Mai sẽ để rau ngổ vào. Nguyệt Mai để rau ngổ vào, Nguyệt Mai xào cho nó ngấm gia vị trong rau ngổ. Rồi Nguyệt Mai cho vào đây khoảng một muỗng dầu hào nha cả nhà. Đồ xào thì có dầu hào thì nó sẽ ngon hơn, nó mềm nó thơm. Tiếp theo Nguyệt Mai cho vào khoảng một muỗng dầu mè nữa cả nhà. À, đặc biệt là từ thịt bò thì Nguyệt Mai không có cho nước mắm nha cả nhà nha, tại vì nước mắm vô là thì nó sẽ làm cho cái thịt bò của mình nó dai á, và nó không có được thơm, cho nên là Nguyệt Mai không có cho nước mắm. Còn Nguyệt Mai cho một chút xíu nước tương, khoảng nửa muỗng nước tương thôi cả nhà. Khi ướp thịt bò hay là gì á, Nguyệt Mai thường hay cho nước tương vào cả nhà, nó thơm và nó mềm, và nước tương nó hợp với thịt bò, chứ Nguyệt Mai không có ướp nước mắm nha. Nêm nếm lại cho vừa ăn. Rồi sau đó mình sẽ tắt bếp nha cả nhà. Thực ra rau ngổ hồi nãy mình trần sơ thì cũng đã chín khoảng một phần rồi đó. Bây giờ nãy giờ Nguyệt Mai xào nó cũng chín rồi. Mai tắt bếp. Cho vào một ít tiêu. Thế là xong rồi cả nhà. Đây là Nguyệt Mai xào cách đơn giản nhất thường ngày Nguyệt Mai hay làm. Nếu cô chú anh chị và các bạn có cách nào hay hơn thì hãy comment chia sẻ cho Nguyệt Mai để Nguyệt Mai học hỏi và sẽ có nhiều món ăn càng ngày càng ngon hơn như cả nhà. Nguyệt Mai đã nấu xong một mâm cơm bữa cơm trưa nay rồi nè cả nhà. Hôm nay Nguyệt Mai sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cơm với Nguyệt Mai, đặc biệt là dùng món lòng bò xào rau ngổ nha cả nhà. Nguyệt Mai xin mời cả nhà cùng dùng cơm với Nguyệt Mai nha. Cả nhà ơi, thì bữa cơm của Nguyệt Mai hôm nay gồm có thịt gà kho gừng với lại canh bí đỏ với xương heo, và có món lòng bò xào rau ngổ. À, dưa leo thì chấm chấm kèm với thịt gà nha cả nhà. À, hôm nay Nguyệt Mai chỉ chia sẻ cái cách chế biến là món lòng bò xào rau ngổ thôi nha cả nhà. Nguyệt Mai mời cô chú chị và các bạn cùng dùng cơm với Nguyệt Mai nha. Hôm nay cũng chưa rồi cả nhà. Tí thì hôm nay tí đi sinh nhật bạn rồi cả nhà, chỉ có mỗi một mình Nguyệt Mai ở nhà dùng cơm thôi. Anh xã của Nguyệt Mai thì hôm nay cũng đi làm rồi. À, tí thì đi sinh nhật bạn. Nguyệt Mai mời cả nhà nha, để Nguyệt Mai ăn thử món lòng bò nha cả nhà, xem coi nó có mềm không. Lòng bò đợt này Nguyệt Mai sơ chế nó cũng rất là mềm cả nhà ơi, nó không có dai, nó còn sực sực giòn giòn rất là ngon luôn. Nguyệt Mai ăn thử rau ngổ nha. Rau ngổ nó cũng vừa, nó giòn nó nhầm mà không đắng lắm. Rau ngổ thật ra Việt Mai nghe nói là nó có vị thuốc rất là tốt, đặc biệt là phụ nữ ăn vào thì nó rất là tốt cho sức khỏe cả nhà.
nhưng mà cũng có một số anh chị ăn không quen là tại vì nó có vị đắng, nó đắng đắng. Nồi mì mai đã sơ chế chờ qua nước sôi thì nó sẽ đỡ đắng hơn cả nhà, ngon quá cả nhà. Việt Mai rất thích ăn đồ ngổ luôn cả nhà, mà ở chỗ Việt Mai không có bán, cho nên là lâu lâu mẹ Việt Mai hay gửi lên cho Việt Mai á, gửi lòng bò với lại gửi rau ngổ lên cho Việt Mai luôn. Việt Mai rất thích ăn món này cả nhà, gửi từ dưới quê lên, từ Kiên Giang lên Vũng Tàu cả nhà. Lòng bò nó mềm nhà ơi, nó không có dai, đợt này nó mềm giòn ngon lắm. Đợt trước á mẹ Nguyệt Mai gửi cho Nguyệt Mai á, Nguyệt Mai nó hơi dai, đợt này mẹ Nguyệt Mai nói là mẹ Nguyệt Mai đã luộc rồi, luộc luộc kỹ rồi cho nên nó cũng mềm được một ít rồi. Nguyệt Mai nói là mẹ Nguyệt Mai nói là phụ nữ mà ai có không biết chấm á cả nhà, ăn cái rau ngổ này vô nè cả nhà là hết nè, có vị thuốc đó, rất là tốt luôn á cả nhà, mà mình nhiều khi mình không biết. Cả nhà ơi, video của Nguyệt Mai đến đây cũng khá dài rồi. Nguyệt Mai xin cảm ơn cô chú chị và các bạn đã theo dõi video của Nguyệt Mai nha. Nếu là người đầu tiên xem video thì hãy cho Nguyệt Mai xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem video mới nhất của Nguyệt Mai nha cả nhà. Nguyệt Mai xin kính chúc cô chú chị và các bạn cuối tuần nhiều niềm vui, mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an nha. Nguyệt Mai xin chào cả nhà.